Phía sau tội ác. Làm gì mà để thằng bé khóc lớn thế hả? Con khóc khan cả cổ mà chị còn ngồi thừ ra đấy à? Tôi không hiểu nổi chị luôn đó. Biến hết đi. Chị điên rồi à? Biểu hiện của trầm cảm sau sinh của vợ cậu đã rõ ràng như vậy mà sao giờ mới đưa vào viện? Là do tôi vô tâm quá. Tôi không biết phụ nữ sau sinh lại nhạy cảm và chịu nhiều áp lực như thế. Đây không phải là lỗi của con. Con bé không biết suy nghĩ, tự làm khổ mình thôi. Không phải đâu mẹ. Thật ra, để con bé ở đây điều trị, từ giờ đến lúc khỏi hẳn, tuyệt đối không được cho gặp Kubo. Mẹ đã tìm hiểu bệnh này rồi. Nhiều người vì trầm cảm mà nhẫn tâm làm hại con mình trong lúc vô thức. Mẹ không để cháu của mẹ gặp nguy hiểm được đâu. Em không bị sao hết. Em muốn về nhà. Anh để em về nhà với con đi. Nghe lời anh đi. Em phải uống thuốc thì mới nhanh được xuất viện chứ. Em nhanh khỏi bệnh rồi về với con em nhé. Vâng. Những biểu hiện trầm cảm của vợ cậu đã giảm đi nhiều. Đây đúng là dấu hiệu đáng mừng. 6 tháng sau. Em đã vất vả rồi. Anh đừng nói vậy. Chúng ta về nhà thôi. Tôi là tôi lo lắm. Cái bệnh trầm cảm là bệnh tâm thần còn gì. Không biết lúc nào Liên nó lại phát điên. Rồi lỡ đâu nó làm hại Kubo thì khốn. Đúng rồi. Bệnh viện người ta cho về. Nhưng nhà bác vẫn phải cẩn thận đấy. Mẹ ơi, vợ chồng con về rồi. Con chào mẹ. Cháu chào hai bác. Mọi người đến chơi con mừng quá. Cháu lên cất đồ đạc rồi nhanh xuống đây. Lâu lắm rồi không gặp cháu. Anh đã giải thích rất nhiều lần về bệnh tình của em, nhưng mẹ và các bác vẫn không hiểu. Chắc phải dần dần mọi người sẽ hiểu thôi anh à. Ơi, bò của mẹ. Mẹ nhớ con quá. Nhỏ miệng thôi. Con có biết khó khăn lắm mới ru được cu bò ngủ không? Dạ, con vô ý quá. Tại con nhớ thằng bé quá. Chị để tôi bế thằng bé đi. Con cứ để đấy cho chị ấy bế. Con không biết gì về thói ăn, thói ở của Kubo, nên tạm thời cứ để chị giúp việc chăm thằng bé. Sao thế được? Con là mẹ Kubo mà mẹ. Nếu là mẹ, con nên làm những gì tốt nhất cho thằng bé. Không phải cứ đứng đây tị nạnh thế này. Đợi Kubo quen mẹ rồi, sẽ để con toàn quyền chăm sóc. Vâng, vậy con nghe theo mẹ vậy. Ngoan nào Bo, mẹ thay tã cho con nhé. Cô Liên cứ để đấy tôi thay cho. Chắc bé Bo không quen thôi. Bé Bo ngoan nào. Cô thương bé Bo nào. Bao giờ mẹ mới thôi nghi ngờ, thôi theo dõi mình đây. Có chuyện gì mà cô Bo khóc lớn thế này? Ôi Bo ơi, nín đi con. Mẹ thương, mẹ thương. Tất cả là lỗi của mẹ. Nín đi con. Chị đưa cô Bo đây. Tôi vừa ra ngoài có một lúc mà chị đã làm gì cháu tôi đây? Mẹ nói như vậy. Con... Chị đúng là bị điên rồi. Thằng bé còn nhỏ như vậy mà cũng làm hại được. Mẹ cứ từ từ nghe vợ con nói đã nào. Suốt ngày bên vực vợ chầm chầm. Nhìn cô Bo xem. Mình mà không về kịp chắc thằng bé có chuyện rồi. Ô bà thương, bà thương. Có bà đây rồi, con đừng có sợ. Đừng sợ nghe con. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Thật ra người ta đều sinh nở, nuôi con bình thường, không có vấn đề gì cả. Chỉ có chị là chị đầu óc có vấn đề nên mới thế này thôi. Mẹ có thôi ngay đi không? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Vợ con... Giờ tôi nói cho anh biết. Anh bỏ ngay cái thứ ác phụ này đi cho tôi. Ôi bà ơi. Bà trách nhầm cô Liên rồi. Là cháu không cẩn thận để cô Bo bị ngã. Cô Liên đang dỗ thằng bé trong lúc cháu chạy đi tìm thuốc thôi à. Sao lại như thế? Đấy mẹ xem. Chưa gì mẹ đã nhiếc mắng vợ con thậm tệ rồi.
Con nói thật, Liên mắc trầm cảm sau sinh là do con đã không dành nhiều thời gian cho cô ấy. Nhưng một phần cũng là do sự soi mói, khắt khe đến đáng sợ của mẹ đấy. Con nói gì? Con biết mẹ luôn nghĩ con là đứa có vấn đề. Nhưng mẹ ơi, thật sự 6 tháng điều trị bệnh là 6 tháng con vật lộn với chính mình, với nỗi nhớ của Bo. Con đã cố gắng để trở thành người bình thường, nhưng tại sao mẹ và mọi người vẫn không thể bỏ đi sự kỳ thị với con? Dù trầm cảm có là căn bệnh đáng sợ đến thế nào, nó cũng không thể thắng được tình mẫu tử đâu mẹ ạ. Và chính con cái lại là động lực để con và những người như con vượt qua thời gian đen tối của bệnh trầm cảm. Sự tích trái xoài. Ngày xưa, ở một vùng quê nghèo có một gia đình bác nông dân nghèo, sinh được một cậu con trai. Cậu bé tên là Doxy, rất ngoan ngoãn, thật thà và tốt bụng. Cha về rồi, cha ngồi nghỉ để con đi lấy nước nhé. Mấy hôm liền trời mưa bão, lúa đổ hết cả, sắp đến vụ mùa mà nhìn những bông lúa trĩu hạt ngập trong nước mà tôi xót quá. Cũng may mà vớt được một ít lúa rồi. Nhà mình cũng sắp hết gạo rồi, ngần này chắc chỉ đủ được 2 bữa cháo nữa thôi. Ừ, tôi biết rồi, để mai tôi sang làng bên xem có ai mướn làm việc gì không. Để con đi bắt ít tôm cá nữa, cũng đổi được ít gạo nữa. Tội nghiệp con quá Doxy, giá như gia cảnh nhà ta khá hơn, mẹ có thể gửi con đi học rồi. Không sao đâu mẹ, có phải việc gì nặng nhọc đâu, con chỉ giúp đỡ được cha mẹ phần nhỏ thôi mà. Cũng được kha khá rồi, bắt thêm một chút nữa mang đến cho bà nữa. Cháu lại mang cá đến cho bà nữa ư? Sao không đem về nhà cho ba mẹ? Bà ơi bà, còn nhiều cá trong giỏ lắm, cháu chỉ mang sang đây cho bà một chút thôi à. Mồ hôi đầm đìa ở trên mặt rồi đây nè, vào nhà nghỉ một lát đã cháu. Bà ơi, bà cứ ngồi vào hiên kẻo ngã nhé. Cháu tranh thủ hái ít rau để sẵn đây giúp bà. Còn phải rào lại vườn rau, không gà nhà hàng xóm vào bới tung ra hết đây. Cảm ơn cháu Doxy. Cháu có biết là cháu mang đến cho bà nhiều niềm vui lắm không? Bà già rồi, lại còn tàn tật, chỉ còn một thân một mình, không biết nương tựa vào ai. May mà có cháu qua lại đỡ đần bà. Cháu của bà ngoan lắm. Bà ơi, bà đừng buồn, ngày nào cháu cũng qua đây cho bà vui nhé. Để cháu sửa lại hàng rào vườn rau cho bà, không gà lại vào phá mất. Đã hết tắm cỏ chưa cô? Để cháu giúp cô bê lên nhé. May quá Doxy đấy à. Cháu giúp cô chuyển nốt mấy tấm ở dưới sân lên nhé. Các em còn nhỏ, không mang được, cô phải xuống lấy liên tục đấy. Cô cẩn thận không ngã nhé. Doxy ơi, cháu ngoan quá. Các con phải ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ người khác như anh Doxy nhé. Vâng ạ. Anh Doxy, anh đang bẫy cho chúng em bắt chim đi. Hà, được, được. Nhưng giờ anh phải về nhà giúp mẹ nấu cơm, để mai các em sang, anh làm cho nhé. Ông ơi, ông có làm sao không? Lão qua bộ đi ngang qua đây. Trong túi không có tiền, đã mấy ngày trời rồi, lão không có chút gì bỏ vào bụng. Thế để cháu đưa ông về nhà nhé. Ở nhà cháu cũng chỉ có chút cháo loãng thôi, nhưng có ít củi khô để ông sưởi ấm, chắc ông sẽ thấy đỡ mệt hơn đấy. Cháu mời ông ăn cháo. Lát ông thay tạm bộ quần áo của cha cháu cũng được. Quần áo của ông vẫn ướt hết đây này. Làm phiền hai bác quá, nhà cũng chẳng khâm kha gì mà vẫn giúp đỡ cưu mang tôi lưng cơm tấm áo. Thật là ấm lòng quá. Ông cứ yên tâm ở lại nhà cháu vài ngày nghỉ ngơi. Nhà cháu tuy nghèo, nhưng nếu giúp đỡ được người khác phần nào cũng là mừng rồi ông à. Phải đấy ông ơi, ông cứ ở đây đừng có ngại. Ngày mai cháu sẽ làm cho ông cây gậy chống để ông đi lại dễ dàng hơn ông nhé.
Giao quả là có tâm lòng nhân hậu, tất cả mọi người sẽ không quên tấm lòng tốt của cháu đâu. Tỉnh lại đi, Lucy ơi, đừng bỏ mẹ, Lucy. Căn bệnh lạ này tôi chưa từng gặp qua, e là cậu bé không qua khỏi được. Tỉnh lại đi, Lucy ơi, con tốt bụng, ngoan ngoãn, hiếu thảo như vậy, sao số mệnh con lại khốn khổ thế này? Ôi, Lucy, cậu bé tốt bụng, chịu thương chịu khó quá, làm ơn hãy để cho cậu bé sống lại. Xin mọi người đừng quá đau buồn, Lucy mất đi, nhưng trái tim yêu thương của cậu bé sẽ còn sống mãi. Ông là ông lão hôm trước qua đường đi ư? Tôi sẽ mang thân thể của Lucy về trời, nhưng mọi người sẽ thấy trái tim của Lucy vẫn sẽ sống mãi với chúng ta. Mùi thơm của nó mới dễ chịu làm sao? Chúng ta hãy gọi tên trái này là Dosigola, như là trái tim nhân hậu của cậu bé Dosi thân yêu vậy. Theo thời gian, mọi người đọc lệch đi thành Mango, theo tiếng Malaysia nghĩa là quả xoài. Đó là một quả thơm ngọt tượng trưng cho trái tim nhân hậu và đầy tình yêu thương của cậu bé Dosi sẽ còn lại mãi trên thế gian. Chuyến xe muộn. Bảo anh đi từ sáng cho mát mẻ mà anh không nghe. Thôi mà em, lâu lâu mới về thăm mẹ, để con chơi lâu một chút cho mẹ vui. Đào My, đội cái mũ và bịt khẩu trang vào nhé, ngoài đường bụi lắm đó. Vâng ạ. Từ giờ đến tối mà không có xe lên thì không biết thế nào nữa. Em cứ bình tĩnh đã nào, kiểu gì rồi cũng về được nhà trong hôm nay thôi. Mẹ ơi, con nóng. Cố đợi chút nữa nào con, sắp có xe rồi. Anh chị đợi xe đúng không? Mời lên xe tôi chở. Vâng vâng, tốt quá. Thấy cháu bé đứng đợi xe cùng anh chị nắng nôi thế này vất vả, mà cũng chưa biết từ giờ đến tối có xe không nữa. Cảm ơn bác. Chắc là anh ta đi xe một mình thấy lãng phí, nên rủ thêm nhà mình đi cùng để đỡ tiền xăng xe đây. Thôi thế cũng là tốt rồi, không có người ta thì không biết phải còn đợi xe đến bao giờ nữa. Anh chị và các cháu về quê chơi mấy ngày lễ đó hả? Dạ, tranh thủ được mấy ngày nên cho cháu về chơi với bà bác ạ. Nhà còn có mỗi mình bà thôi. Thế là phải, chỉ cần lâu lâu lại được trông thấy con cháu là các cụ mừng rồi, chứ chẳng cần gì nhiều đâu chú ạ. Vâng, bác nói đúng ạ. Có xe riêng như bác đi lại còn đỡ, chứ như chúng em mỗi lần mà về quê mệt lắm. Hết xe khách rồi xe ôm, lỉnh kỉnh đủ thứ, vợ chồng con cái nhếch nhác lắm. Vâng, thôi thì chịu khó vậy. Mẹ già cũng chẳng thể sống đời ở kiếp mãi với con cháu được. E rằng... Dạ vâng. Thế nhà cô chú ở chỗ nào? Dạ chúng em ở cạnh hồ Hồng Liên đó bác. Ở đó sáng vào nội đô làm việc đường cũng tắc đấy nhỉ? Dạ, đi lại vất vả lắm bác ạ. Đường thì vừa tắc vừa bụi vừa khói nữa chứ. Thôi chết, mãi nói chuyện đi qua đường rẽ vào nhà anh chị rồi. Thôi không sao bác ạ, để nhà em xuống đây rồi bắt xe ôm về nhà cũng được. Dạ đúng đấy ạ. Thôi để đi hết đoạn đường đông này, tới lối rẽ sau tôi quay xe lại. Đằng nào hôm nay tôi cũng không vội. Này, lát nữa không biết gửi người ta bao nhiêu nhỉ? Anh cũng chịu, em cứ biếu bác ấy mấy trăm để phụ bác ấy đổ xăng. Thiếp, mấy trăm cơ á? Thế thì quá bằng đi xe khách rồi, chứ gọi chi là đi nhờ nữa. Em... Đến nhà anh chị rồi đấy. Dạ, nhà em gửi bác ít tiền để phụ bác đổ xăng, mong bác nhận cho ạ.
Thôi, tôi không lấy đâu. Dạ, xin bác nhận đi ạ. À, chúng em phải cảm ơn bác nhiều lắm. Không có bác thì không biết bao giờ mới lên được đây nữa. Thôi được rồi, anh chị cứ chuyển đồ xuống đi, để tôi bế cháu xuống cho. Thế nha, chào cháu bé nhé. Dạ, cháu chào bác ạ. Khiếp, anh làm gì mà cứ như người ta làm từ thiện cho nhà anh không bằng. Bằng mấy số tiền đi xe khách đấy. Ơ, em, sao em lại nói vậy? Không có người ta tự nguyện dừng lại thì có mà em lên đây được sớm như thế này chắc. May mắn mới gặp được bác ấy đấy. Nhưng mà người ta cũng có cho không anh đâu. Vẫn mất tiền đấy thôi. À, mẹ ơi, lúc nãy bế con xuống, bác lái xe dặn khi bác đi mới được đưa cái này cho ba mẹ. Ơ, thế ra bác ấy... Đấy, em lúc nào cũng tính toán so đo thiệt hơn mãi. Người ta có như em nghĩ đâu. Đời còn nhiều người tốt lắm. Ờ, đúng là... Người yêu tôi có hình xăm. Ôi trời, đúng là cuối tháng, việc ngập đầu ngập cổ, tối muộn thế này mới được về. Mệt thật á, thôi về đi, mai là chủ nhật được nghỉ ngơi rồi. Mà đường về nhà cậu nhiều chỗ vắng lắm đó, đi lại cẩn thận chút nha. Ừ, tớ biết rồi, tạm biệt cậu nha. Đi đứng kiểu gì vậy? Trời tối rồi, cô em đi đâu một mình tới đây? Có cần các anh đi cùng không? Tôi đi đâu là việc của tôi. Các anh tránh ra cho tôi đi. Cướp, cứu tôi với, cứu. Khổ chưa, hôm qua đã bảo đi cẩn thận rồi mà. Thì tớ cũng có nghĩ là gặp cướp đâu. Cũng may là có người vừa đi tới, nên chúng chỉ giật túi sách của tớ thôi. Thế có nhìn thấy mặt chúng không để đi báo công an nữa? Không có, trời tối quá, tớ không có nhìn thấy gì hết. Chỉ thấy chúng rất dữ tợn, xăm hình kín người, trông rất khủng khiếp. Ôi, toàn là bọn giang hồ không à. Nhìn mấy cái hình xăm của chúng, tớ đã thấy sợ phát khiếp muốn tránh xa rồi. Thôi, coi như của đi thay người vậy. Dày với giới đại ca, giang hồ ấy sợ lắm. Cô Hạnh đúng thật là làm mối cho mình những mấy lần mà chả có lần nào thành công cả. Hy vọng lần này sẽ tìm thấy người tâm đầu ý hợp. Mà lạ thật, con trai gì mà có hẹn lại đến muộn vậy chứ. Lần này chắc lại thất bại nữa rồi. Em có phải là Hoa không? Dạ đúng ạ. Anh là anh Hùng sao? Anh xin lỗi, đang định đến gặp em thì mấy đứa em nó lại gọi có việc gấp nên anh đến muộn. Em ngồi đi. Trông anh này cũng có vẻ được đấy. Em thông cảm nha, anh nóng quá. Anh xăm hình à? Ừ, anh xăm nhiều lắm. Hình xăm cũng giúp ích nhiều cho công việc của anh đấy. Anh là đại ca hả? Cũng không đến mức đó đâu em. Anh là chủ một văn phòng bất động sản, nhưng mấy đứa em cũng hay gọi anh là đại ca lắm. Đại ca, vừa em thấy thằng nhóc Khánh rẽ vào quán bên đường, tính sao đây đại ca? Cái thằng phản bội ấy nợ tiền anh nhiều mà lại trốn đi biệt tâm. Hai chú cứ ra trước đi, anh ra ngay. Cẩn thận không nó biết lại chạy trốn mất đấy. Dạ vâng, tụi em hiểu rồi. Đại ca ra nhanh nha. Em chào chị ạ. Hoa thông cảm cho anh lại có việc gấp rồi. Để khi khác anh hẹn gặp em nha. Anh thấy em rất có thiện cảm, anh rất muốn gặp em một lần nữa. Nhớ nghe điện thoại của anh nha, anh đi trước đây. Sao cô mình lại làm mối một đại ca chính hiệu cho mình chứ? Ôi trời, sợ quá. Trong mấy hình xăm ấy, với thân hình lực lưỡng ấy, mình mà là vợ anh ta, có ngày anh ta đánh cho mình nhiều đòn ấy chứ. Mưa nắng bất chợt quá. Này, kia có phải gã đại ca của cậu không vậy? Em ơi, cà phê đá. Sao lại gặp ở đây chứ? Nhìn là tớ nhận ra ngay cái hình hôm nọ cậu cho xem. Trông cũng được đấy chứ, cao to, đẹp trai. Mà không, trong cái hình xăm gớm ghiếc kia kìa, lại còn là đại ca thế kia, thì chắc cũng không tử tế gì đâu cậu ơi.
anh ấy có gọi điện hẹn gặp mình tối nay, nhưng mình đang băn khoăn có nên đi hay là không. Nhìn anh ấy có vẻ giang hồ quá. Bà đang làm gì vậy? Cháu ơi, cháu mua giùm bà mấy tờ vé số đi cháu. Bà có biết bà đang hất hết nước mưa vào người khác không? Bà xin lỗi. Tại trời mưa to quá, bà sợ ướt mấy tập vé số, cháu thông cảm cho bà. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đại ca giang hồ ấy trông dễ sợ lắm. Mình cứ theo dõi xem sao. Nếu lát nữa anh ta mà đánh hay là mắng bà lão kia thì tụi mình xông ra nói cho hắn một trận luôn. Chắc chắn cũng không đến nỗi ra tay đánh cả phụ nữ đâu ha. Vé số ướt nhẹp thế này làm sao bà mua cho nổi chứ? Kiểu này có khi lại trấn cả tập vé số của bà lão ấy chứ. Bà cứ để cả tập vé số ở đây. Đấy, tớ nói có sai đâu. Đúng thật là kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu mà. Tớ với cậu xông ra nói cho hắn một trận. Đâu ra có cái kiểu đối xử với người đáng tuổi bà của mình như vậy. Cậu cho bà xin lại tập vé số. Ở nhà bà còn một đứa con bị tật nguyền. Cậu mà lấy hết tập vé số này của bà thì hai mẹ con bà ăn cháo trừ bữa mất. Đúng là cháu sẽ lấy hết tập vé số này của bà, nhưng cháu sẽ trả tiền. Tiền vé số của bà đây. Hả? Những 500 ngàn sao? Bà bán từ sáng đến giờ nhưng mà không có tiền trả lại đâu. Cậu xem có tiền lẻ nào không thì đưa cho bà. Bà không cần trả lại đâu. Đây là tiền cháu mua hết đống vé số này. Cậu cho bà thật sao? Cậu thật là người tốt. À, còn nữa, bà đợi cháu. Bà cầm lấy bịch hoa quả này về ăn nha. Về bổ ra cho con của bà ăn nhé. Sao cậu không ăn mà lại mua nhiều quả thế? À, lúc nãy trên đường đi, cháu gặp một ông già mù đang ngồi bán hoa quả. Cụ bảo mua giúp cụ. Từ sáng đến giờ cụ chưa bán được gì cả. Thế là cháu mua hết cho cụ, nhanh về tránh mưa. Cậu quả là một chàng trai có tấm lòng thương người. Có gì đâu bà, giúp người là giúp mình ấy mà. Mà thôi, hôm nay bán hết vé số rồi, bà có muốn về sớm không? Cháu sẽ chở bà về nhà, về sớm một hôm. Chắc con bà đang mong bà lắm đấy. Ôi, cậu quả là người biết nghĩ. Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi không được về sớm với con của tôi. Được rồi, để cháu chở bà về. Yên tâm, cháu không lấy tiền xe ôm đâu. Nè, tụi mình đã đánh giá nhầm anh chàng ấy rồi. Thì ra, ngoài vẻ bặm trợn thế kia, nhưng trong lòng lại nhân từ đến như vậy. Đúng vậy, đúng là chúng ta không thể nhìn bề ngoài để đánh giá tính cách của một con người được. Giờ thì mình đã hiểu được con người của anh ấy rồi. Tối nay có lẽ tớ sẽ đi gặp anh ấy. Chắc chắn tớ sẽ hiểu được nhiều hơn về con người anh ấy, Hồng ơi. Những kỳ thi. Ngày mai bố các con đi thi. Thi ở mãi tận bên trung tâm hội nghị Vân Mỹ á. Thi có đứa nào rảnh không, đưa bố mày đi. Bố đi thi gì ạ? Thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Bố hoạt động phong trào của phường cho có đoàn thể con ạ. Ôi, mai con lại có hẹn với khách hàng rồi, nên không thể đưa bố đi được. Con thì lại vướng một buổi họp rồi, thành ra... Ôi thôi, không sao đâu. Mai bố tự đi được mà. Bố chứ có phải trẻ con đâu. Kể ra tôi mà không bị đau chân thì tôi đi cùng ông. Thôi bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Chân cẳng đau thế này, đi kẻo lại phiền tôi thêm ấy chứ. Mà cuộc thi này cũng có quan trọng lắm đâu. Không quan trọng mà ông hồi hộp cả tuần nay rồi còn gì. Thì già rồi, tôi mới đi thi nên tôi hồi hộp chứ có gì đâu. Thôi chết rồi, mình đi nhầm tuyến xe rồi. Bà ơi, cho tôi hỏi, từ đây đi vào trung tâm hội nghị Vân Mỹ đi lối nào bà? Bác ơi, bác đi thẳng một đoạn rồi hỏi tiếp nhé. Từ đây vào đấy mất 2 cây số nữa đây ạ. Thế hả bà, cũng hơi xa nhỉ. Mà bác vào đấy có việc gì ạ?
Tôi đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Ôi chà, bác đi thi cơ đấy. Nay tôi cũng gặp mấy ông bà đi thi, nhưng chả ai đi một mình như bác. Nhà ai cũng có bầu đoàn con cháu đi theo cổ vũ đông lắm. Sao bác không bảo chúng nó đưa đi? Tôi chả muốn phiền chúng nó. Đứa nào cũng bận cả. Thôi cảm ơn bà, tôi đi đây. Vâng, chào ông. Chúc ông đạt kết quả cao nha. Vâng, cảm ơn bà. Con đi làm đây mẹ ạ. Con đi đi. Sao hôm nay mẹ lại mang cái xe đạp cũ của bố ra lau thế ạ? Mẹ đang định mang cho, chứ để đây chật cả nhà. Sao mẹ lại mang cho? Cái xe này là kỷ niệm của bố một thời mà. Nhớ ngày xưa, bao nhiêu lần bố đưa chị em con đi thi trên chiếc xe đạp này đấy ạ. Mà hôm nay bố con đi đâu rồi hả mẹ? Mấy đứa quên là hôm nay ông ấy phải đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi hả? Vâng, đúng rồi. Bố đi bằng gì hả mẹ? Ông ấy đi xe buýt. Chả biết có kịp tới nơi thi hay không. Đường xa thì không thạo. Chiếc xe này đã theo chị em con bao nhiêu lần đi thi? Bao nhiêu là kỷ niệm? Đông ơi, nhanh lên, bố đưa con đi thi kẻo muộn. Bố ơi, trường huyện cũng gần mà, con tự đạp xe đi được ạ? Không được, kỳ thi này rất quan trọng, bố phải đi cùng con. Bố ơi, chân bố làm sao thế? Không, bố không sao đâu, bố trẹo chân một tí thôi mà. Nào, lên xe đi, bố đạp nhanh kẻo nắng lên con. Bố ơi, áo bố ra mồ hôi ướt hết cả rồi. Ăn nhầm gì con, bố đi cày mồ hôi còn ra không kịp vắt ấy chứ. Và năm đó, con đã đỗ thủ khoa trường huyện mẹ nhỉ? Ai cũng bảo bố còn mát tay. Còn cái năm con đi thi đại học nữa chứ. Bố ơi, kỳ thi lần này bố không cần phải đi cùng con đâu ạ. Từ đây lên trường thi hơn 30 cây số, con bắt xe khách đi được rồi. Thi xong con lại bắt xe về. Không được, đi thi đại học chứ phải chuyện đùa đâu con, bố phải đi cùng con. Lan này, con nhớ phải đọc kỹ đề bài rồi hãy làm nghe con. Bố yên tâm, con đã ôn kỹ rồi ạ. Con ăn cơm đi, có ăn no thì thi mới tốt. Có mỗi nắm cơm, con với bố cùng ăn. Không, con ăn đi, bố no rồi. Bố đã ăn gì đâu mà no. Bố không có đói mà, con ăn đi. Chiều nay thi nốt môn nữa là xong phải không con? Vâng ạ. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi còn vào thi. Ôi, có người ngất rồi kìa. Trời ơi, chắc bị say nắng rồi. Hay là bị tụt huyết áp. Hôm đó, bố bị ngất vì đói và tụt huyết áp nữa. May mà có mấy người đưa ông ấy vào phòng khám gần đó kịp thời. Kỳ thi năm đó, con đã đổ vào trường với số điểm cao mẹ nhỉ? Ông ấy luôn coi trọng các kỳ thi của các con. Được cái lần nào đưa các con đi thi á, thì các con đều thi đổ và đạt điểm cao. Chính vì thế ai cũng bảo bố mát tay phải không mẹ? Mát tay chỉ là nói vui thôi. Quan trọng là ông ấy muốn mình trở thành một chỗ dựa tinh thần để các con yên tâm mà đi thi thôi. Kỳ thi nào bố cũng đưa chị em mình đi thi chỉ bằng chiếc xe đạp cũ này. Bố từng nói phương tiện đi lại chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng bố luôn muốn ở bên cạnh chúng ta trong các kỳ thi. Vậy mà hôm nay bố phải đi thi một mình. Giờ này chắc bố phải chuẩn bị thi rồi. Chị em mình nhanh tới nơi thì còn kịp cổ vũ cho bố. Vâng, mình đi nhanh đi. Nè, thấy còn công việc của các con. Không sao đâu mẹ. Cả đời chắc chúng con chỉ được đi thi cùng bố một lần thôi. Đúng vậy ạ. Chúng con phải ủng hộ bố chứ. Thế các con đi đi. Để xem hai đứa có mát tay không nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.